Phật tử, tất cả chư Phật trong khoảng một niệm bước được số bước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi bước đi qua số nước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Đi như vậy trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi của tất cả thế giới. Phật tử, giả sử có một tòa núi Đại Kim Cang lớn bằng tất cả cõi Phật đã bước qua ở trên. Núi Đại Kim Cang lớn như vậy, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Chư Phật đem các núi lớn đó để vào một lỗ chân lông. Lỗ lông thần Phật bằng lỗ lông của tất cả chúng sinh trong Pháp giới. Mỗi mỗi lỗ chân lông đều để nhiều núi Đại Kim Cang như vậy. Giữ những núi đó đi du hành mười phương vào tận hư không tất cả thế giới. Từ thuở quá khứ đến hết thuở vị lai, tất cả các kiếp không có ngừng nghỉ. Thần Phật không có tổn hại, cũng không mệt mỏi. Tâm thường ở trong định, không có tán loạn. Đó là Pháp Tràng Dũng Kiện Đại Na La Diền thứ ba của chư Phật. Các vị đệ tử của Phật, tất cả chư Phật trong khoảng một niệm, bước được số bước nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết thế giới. Mỗi mỗi bước đi qua số nước, nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Đi như vậy, trải qua số kiếp nhiều như số hạt bụi của tất cả thế giới. Phật tử, giả sử có một tòa núi Đại Kim Cang lớn bằng tất cả cõi Phật đã bước qua ở trên. Núi Đại Kim Cang lớn như vậy cũng nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết cõi Phật. Chư Phật đem các núi lớn đó để vào một lỗ chân lông. Lỗ chân lông thần Phật bằng lỗ lông của tất cả chúng sinh trong Pháp giới. Mỗi mỗi lỗ lông đều đè nhiều tòa núi Đại Kim Cang như vậy. Giữ những núi đó đi du hành mười phương và tận hư không tất cả thế giới. Từ thuở quá khứ đến hết thuở vị lai cho đến tất cả các kiếp, không có lúc nào ngừng nghỉ. Thần Phật cũng không có tổn hại, cũng không mệt mỏi, tâm thường trụ ở trong định, không có tán loạn. Đó là Pháp Tràng Dũng Kiện Đại Na La Diền thứ ba của chư Phật. Phật tử, tất cả chư Phật một khi ngồi ăn cơm xong, thì ngồi kiết già trải qua thuở trước thuở sau bất khả thuyết kiếp, nhập vào chỗ thọ an vui của Phật không thể nghĩ bàn. Thân của Ngài an trụ vắng lặng chẳng động, cũng chẳng bỏ việc giáo hóa chúng sinh. Phật tử, giả sử có người ở khắp hư không, mỗi mỗi thế giới đều dùng đầu sợi lông lần lượt đo lường. Chư Phật ở nơi một đầu sợi lông, ngồi kiết già hết kiếp thuở vị lai, như nơi một đầu sợi lông, tất cả nơi đầu sợi lông cũng đều như thế. Phật tử, giả sử hết thảy chúng sinh trong mười phương tất cả thế giới, mỗi mỗi chúng sinh thân họ lớn nhỏ, đều bằng với số hạt bụi, thế giới bất khả thuyết cõi Phật, nặng nhẹ cũng như thế. Chư Phật đem hết thảy những chúng sinh đó để trên đầu ngón tay, hết thuở vị lai hết thảy các kiếp, tất cả đầu ngón tay cũng đều như thế, giữ gìn hết thảy những chúng sinh đó, đi vào khắp hư không,